quý vị, đánh bom tự sát giết chết 9 người ở Lahore, Pakistan. Một vụ đánh bom tự sát do Taliban tuyên bố đã phá hủy một trạm kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Lahore của Pakistan vào hôm thứ Tư, giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương 18 người. Thưa quý vị, Jam Sajai Hossain, phát ngôn viên của một cơ quan cứu hộ quốc gia, nói với Reuters rằng các quan chức của ông đã đưa 7 xác chết vào bệnh viện. Sau đó, một quan chức không xác định đã cho biết tại bệnh viện rằng số người chết đã lên đến 9 người. Theo Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Haider Ashraf, quả bom phát nổ khi cảnh sát thay đổi lính gác tại trạm kiểm soát ngay bên ngoài một sự kiện tôn giáo ở Rawin, nơi có gần 80.000 người đang tham dự. Thưa quý vị, phát ngôn viên của Taliban ở Pakistan cho biết rằng Mohammad Khorsani đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tự sát trong một tin nhắn gửi cho phóng viên của Reuters.